Chiều qua ngày 25 tháng 6, Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Văn Quảng đã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 với hơn 1.000 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, triển khai các bước chuẩn bị thành lập Hải đội Dân quân Thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, theo đúng lộ trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao Đảng ủy Quân sự thành phố đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như chuẩn bị chu đáo cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Làm tốt việc tiếp nhận, cách ly y tế hơn 2.100 lượt công dân từ nước ngoài về nước, góp phần cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tập trung các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Sơn Trà, chủ động tích cực phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới, công bố thành lập và theo dõi, chỉ đạo hoạt động Hải đội Dân quân Thường trực, chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo chỉ thị số 917 của Bộ Quốc phòng.